Thành phố Hồ Chí Minh có bệnh viện đa tầng tiếp nhận F0 từ nhẹ tới nặng. Tạm đình chỉ công tác thêm 15 ngày, Phó cục Thuế chơi gôn giữa dịch. Đắk Lắk chuẩn bị đón khoảng 400 công dân đang ở Đồng Nai về quê. Thành phố Hồ Chí Minh và chiến lược tập trung giảm thiểu F0 tử vong. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Nóng hôm nay của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên PLO.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8 năm 2021, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 18 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Tân Bình phối hợp với Bệnh viện Thống Nhất thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 đa tầng quận Tân Bình, Bệnh viện dã chiến quận Tân Bình. Bệnh viện có quy mô 1.000 giường, trong đó 50 giường hồi sức, 150 giường nặng, 500 giường trung bình và 300 giường nhẹ. Bệnh viện dã chiến quận Tân Bình được thành lập trên cơ sở trưng dụng cơ sở vật chất của Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình. Bác sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, khi đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho bệnh nhân Covid-19 từ mức độ nhẹ, trung bình cho tới nặng. Trước mắt, Bệnh viện Thống Nhất sẽ quản lý chung cùng sự hỗ trợ của Bệnh viện Đa khoa Tân Bình, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tân Bình và lực lượng y tế quận. Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định kéo dài thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định thêm 15 ngày kể từ ngày 19 tháng 8. Lý do để xem xét kiểm điểm trách nhiệm của ông Thành trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch Covid-19. Ông Nguyễn Công Thành trước đó đã bị Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế tạm đình chỉ công tác 15 ngày bắt đầu từ ngày 4 tháng 8 để xem xét kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ông Nguyễn Công Thành cùng với 3 người khác cũng vừa hoàn thành cách ly y tế tập trung để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 3 người còn lại gồm các ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, Lê Văn Thảo, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Tài và Nguyễn Hữu Lộc, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Thành An. 4 người này cùng 7 nhân viên sân golf của khu nghỉ dưỡng ở Quy Nhơn trở thành các trường hợp F1 khi tiếp xúc gần với một ca dương tính là nhân viên sân golf vào 2 ngày 31 tháng 7 và 1 tháng 8. Trong khi đó, tỉnh Bình Định đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh từ 6 giờ ngày 1 tháng 8. Để chia sẻ khó khăn với tỉnh Đồng Nai và hỗ trợ người dân của tỉnh Đắk Lắk trở về địa phương theo nguyện vọng và đúng quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất phối hợp có văn bản chấp thuận phương án tổ chức đón khoảng 400 công dân của tỉnh Đắk Lắk trở về địa phương. Đó là nội dung được đưa trong văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai mới đây. Điều kiện những công dân trở về quê được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nêu rõ, trong nhóm người ưu tiên có kết quả xét nghiệm nhanh âm tính COVID-19, người dân cam kết chấp hành nghiêm sự chỉ đạo hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ tại địa điểm tập trung và trong quá trình di chuyển về tỉnh Đắk Lắk. Trường hợp nào xét nghiệm âm tính sẽ được sắp xếp về tỉnh Đắk Lắk, trường hợp công dân nào có kết quả dương tính đề nghị ở lại để điều trị theo quy định. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, dự kiến 8 giờ ngày 20 tháng 8, hơn 400 công dân sẽ tập trung tại sân vận động Đồng Nai, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa để lên xe về quê. Ngày 18 tháng 8, đồng bạc xanh tăng giá đã khiến nhiều người lo ngại việc nắm giữ vàng có thể bất lợi, qua đó nhanh chóng chốt lời. So với đầu phiên giao dịch hôm qua, hiện giá vàng thế giới trong ngày 18 tháng 8 giảm khoảng 6 USD trên 1 ounce, dao động quanh mức 1.788 USD trên 1 ounce. Quy đổi theo tỷ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng thế giới tương đương khoảng 49,4 triệu đồng một lượng. Trong khi giá vàng thế giới điều chỉnh không đáng kể thì giá vàng trong nước lại được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng từ 50 tới 100.000 đồng một lượng so với chốt phiên chiều qua. Giá vàng miếng SJC ở chiều mua vào được niêm yết phổ biến ở mức 56,65 triệu đồng một lượng, chiều bán ra ở mức 57,7 triệu đồng một lượng. Đây là mức giá bán đối với vàng miếng SJC cao nhất trong 3 tháng qua. Trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng, bất động sản chìm trong sắc đỏ, cùng với áp lực bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài đã khiến VN Index lùi xuống dưới mốc tham chiếu. Chốt phiên hôm nay, VN Index giảm nhẹ 2,15 điểm xuống 1.360,94 điểm. HNX Index tăng 1,71 điểm lên 344,82 điểm. Upcom Index tăng 0,28 điểm lên 94,48 điểm. Thanh khoản thị trường tiếp tục giảm so với phiên trước, Tổng giá trị khớp lệnh đạt 27.931 tỷ đồng. Các nhà đầu tư ngoại rút ròng trong phiên lên tới hơn 1.800 tỷ đồng ở sàn HOSE. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay@phaolutttp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng hôm nay và nhận được nhuận bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Nhận định. Kính thưa quý vị, việc phát hiện F0 kịp thời, theo dõi sát sao, điều trị tích cực để giảm thiểu F0 tử vong chính là mục tiêu chiến lược mà thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện bằng nhiều biện pháp. Trong bối cảnh số ca F0 vẫn chưa được kéo giảm đáng kể sau nhiều tuần liền, hệ thống y tế gặp tình trạng quá tải, thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện nhiều động thái chủ động đánh chặn từ xa để bảo vệ sinh mạng người dân. Trong đó có thể kể đến việc xét nghiệm kiểu mới, phát hiện F0 nhanh để kịp thời theo dõi, tư vấn, điều trị để ngăn ngừa khả năng chuyển nặng, bảo vệ tối đa sinh mạng người dân. Trong chuyên mục Nhận định hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một góc nhìn toàn cảnh về vấn đề thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung chiến lược bảo vệ sinh mạng F0. Tại một cuộc họp với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hồi đầu tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhận định, vì đợt dịch lần này phức tạp nên công tác kiểm soát dịch bệnh gặp nhiều thách thức. Thành phố sẽ hy sinh lợi ích ngắn hạn để bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, sự phát triển lâu dài, ông Phong nhấn mạnh. Để đảm bảo trọng tâm bảo vệ tính mạng cho người dân, thành phố thay đổi chiến lược chống dịch từ xét nghiệm diện rộng, truy vết, cách ly tập trung các F0, F1 chuyển thành chủ động xét nghiệm theo cụm, được chọn lọc theo phân vùng nguy cơ để phát hiện F0 sớm và kịp thời cách ly tại nhà để chữa trị. Trong kế hoạch triển khai công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn thành phố hôm 15 tháng 8, chính quyền thành phố xác định rõ cần phân loại vùng xanh, vùng an toàn, vùng vàng có nguy cơ, vùng cam nguy cơ cao và vùng đỏ là nguy cơ rất cao theo đơn vị tổ dân phố hay tổ nhân dân. Ví dụ các tổ dân phố, tổ nhân dân khi có từ 3 hộ gia đình có ca F0 trở lên được xếp vào nhóm vùng đỏ, còn khi không có ca F0 mới trong vòng 7 ngày đến trên 14 ngày thì xếp vào nhóm cận xanh hoặc vùng xanh. Khi có bản đồ phòng dịch phân theo vùng nguy cơ, việc xét nghiệm tiếp tục triển khai theo hai hướng. Một, để người dân tự test nhanh, nếu dương tính thì xét nghiệm tiếp bằng PCR. 2. Thành phố sẽ chủ động test nhanh gộp mẫu hoặc bằng PCR theo các vùng nguy cơ đối tại từng hộ gia đình, hoặc mời lần lượt các hộ gia đình lấy mẫu. Dự kiến ngày mai ngày 20 tháng 8, Bộ Y tế sẽ đưa 10 xe xét nghiệm phục vụ thành phố, mỗi xe từ 2.000 đến 3.000 mẫu đơn. Nhân lực xét nghiệm do Bộ Y tế chịu trách nhiệm, hoạt động của các xe xét nghiệm này đặt dưới quyền điều hành của thành phố. Kính thưa quý vị, việc xét nghiệm kiểu mới lần này không phải để truy vết hay đếm F0 trong cộng đồng, mà mục tiêu xuyên suốt là phát hiện sớm, theo dõi sát và điều trị kịp thời cho F0. Điều này có thể thấy qua việc thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp y tế trong suốt thời gian vừa qua. Trước hết, ngành y tế thành phố đã thay đổi tháp 5 tầng điều trị thành 3 tầng. Tầng 1 tiếp nhận các trường hợp F0 không triệu chứng, bệnh nền hoặc bệnh nền ổn định, kèm theo gói chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc tại cơ sở cách ly tập trung, kết hợp với các điều kiện đảm bảo an sinh cho F0. Tầng 2 tiếp nhận các F0 cấp cứu và điều trị, có triệu chứng từ nhẹ đến trung bình đến nặng, có kèm hoặc không kèm bệnh nền vào các bệnh viện dã chiến đã chuyển đổi công năng hoặc các bệnh viện đã tách đôi. Tầng 3 tiếp nhận các trường hợp F0 nặng và nguy kịch để hồi sức chuyên sâu vào các bệnh viện tuyến cuối của thành phố và các bệnh viện được Bộ Y tế đã tăng cường. Để thực tiễn hóa tầng 1, Sở Y tế thành phố hôm 17 tháng 8 đã có văn bản cập nhật hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe cho F0. Theo đó, Sở hướng dẫn rõ về gói hoạt động chăm sóc sức khỏe bao gồm lên danh sách các ca F0, hướng dẫn người dân tự chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà, được các y bác sĩ khám bệnh từ xa, hướng dẫn toa thuốc điều trị, hỗ trợ cấp cứu kịp thời để ngăn ngừa việc chuyển nặng và tử vong. Ngoài ra, thành phố cũng đã có văn bản khuyến khích các nhà thuốc cung ứng khẩu trang y tế, các thiết bị y tế sử dụng tại nhà và các loại thuốc sử dụng tại nhà với giá hỗ trợ cho F0 điều trị tại nhà. Đặc biệt, thành phố cũng sẽ vận hành các trạm SPO2 và thở oxy tại các tổ dân phố, khu phố để hỗ trợ cho người F0 thở oxy trong khi chờ các tổ phản ứng nhanh tới hỗ trợ sơ cấp cứu và chuyển viện kịp thời. Mới đây nhất, Bệnh viện Thống Nhất ngày 18 tháng 8 khánh thành bệnh viện dã chiến quy mô 1.000 giường ở Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Tân Bình. Theo dự kiến, bệnh viện sẽ hoạt động vào cuối tuần này với sự tham gia của 139 y bác sĩ, bao gồm cả nhân viên y tế đã về hưu, được trang bị 150 đầu oxy, nhiều máy thở, máy xét nghiệm, X-quang tại chỗ, phục vụ cho cả 3 tầng điều trị. Qua khảo sát, đã có những địa phương chủ động triển khai các mô hình chăm sóc, theo dõi và điều trị cho F0 trong cộng đồng để thực tiễn hóa tháp 3 tầng của thành phố. Trong đó có thể kể đến mô hình 2 đội y tế của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh triển khai tại quận 10 đang mở rộng sang quận 8. Theo đó, các F0 trong cộng đồng được nhân viên y tế liên hệ, khám bệnh, chăm sóc từ xa theo kiểu bác sĩ gia đình. Mỗi nhóm sẽ chăm sóc cho 20 đến 30 ca F0 chia theo hộ gia đình. Các nhân viên y tế theo dõi sát và dự báo nguy cơ chuyển nặng hoặc nguy kịch để cấp cứu F0 kịp thời. Mô hình này được chính quyền thành phố đánh giá cao, dự kiến sẽ được triển khai tập huấn, nhân rộng đến các quận, huyện và thành phố Thủ Đức. Kính thưa quý vị, tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm được trên dưới 5 triệu liều vaccine, bao gồm Pfizer, AstraZeneca, Moderna và Sinopharm. Dù báo cáo lâm sàng tại các nước, kể cả các quốc gia tiêm chủng rộng như Mỹ, Israel hay châu Âu cho thấy tiêm đủ vaccine vẫn có khả năng nhiễm bệnh. Nhưng mục tiêu cao nhất của chiến dịch tiêm chủng lịch sử tại thành phố là giảm lây nhiễm, hạn chế chuyển nặng và giảm thiểu tử vong. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhận định ngày hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Lắp cắp ngay! Cá mập canh cá, thiếu sức mạnh, buồn ngủ, thiếu tỉnh táo. Hãy uống nước tăng lực Number One, tăng thêm sức mạnh, mạnh mẽ, tuyệt vời. Tỉnh táo tức thì. Nước tăng lực Number One, tăng thêm sức mạnh, tỉnh táo tức thì. Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 xảy ra khiến cho việc thăm khám, điều trị các bệnh nền trở nên khó khăn, khiến nguy cơ đột quỵ ở một số đối tượng người bệnh có xu hướng gia tăng. Vậy để phòng tránh đột quỵ trong thời gian giãn cách xã hội này, chúng ta cần làm gì? Trong chuyên mục Sống Vui Khỏe hôm nay, tiến sĩ bác sĩ Trần Trí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ sẽ chia sẻ đến quý vị vấn đề này. Trong cái mùa đại dịch Covid-19 này đó, thì cái tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ thì chúng tôi thấy là có khuynh hướng là gia tăng, và mức độ nặng nề của bệnh thì cũng có khuynh hướng gia tăng theo. Và với một cái tâm lý là ngại di chuyển, lo sợ về nguy cơ nhiễm bệnh thì nó làm cho cái việc mà chẩn đoán điều trị của bệnh nhân thì đôi khi là rất là muộn màng. Thì để phòng tránh tốt nhất trong cái vấn đề phòng chống đột quỵ ở mùa Covid đó, thì chúng ta cần phải quan tâm kiểm soát tốt những cái bệnh lý nền. Và những ai đang điều trị đột quỵ, những ai đang trong cái vấn đề là theo dõi chặt chẽ thì chúng ta vẫn phải tuân thủ cái phương pháp điều trị. Để mà kiểm soát tốt cái vấn đề đột quỵ trong cái thời gian dịch Covid-19 thì chúng ta phải có ý thức phòng tránh bệnh tật một cách tốt hơn và nghiêm ngặt hơn. Chúng ta hạn chế cái vấn đề là hút thuốc lá, uống rượu bia. Nhiều khi là chúng ta cách ly tại nhà, chúng ta không di chuyển rồi sinh ra buồn chán, rồi sinh ra là chúng ta uống quá nhiều rượu bia thì đây là một cái điều rất là nghiêm trọng. Và có thể làm cho những cái bệnh lý nền gia tăng như là huyết áp tăng, tiểu đường tăng, rồi là mỡ máu cao, thì nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề là nguy cơ đột quỵ sẽ gia tăng. Và nếu như chẳng may đó, trong cộng đồng hoặc là chính bản thân của mọi người, chúng ta nhận thấy những cái dấu hiệu bất thường cảnh báo đột quỵ như là nhức đầu đột ngột, nôn ói, tê yếu tay chân, nói đớ, nói ngọng gì đó, thì chúng ta phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đi đến bệnh viện để được điều trị kịp thời, chứ chúng ta không nên chủ quan hoặc là không nên quá xá lo lắng về vấn đề Covid mà chúng ta mất đi cơ hội cứu chữa cho bệnh nhân. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên PLO.vn. đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng nước tăng lực Number One. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.